Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mito Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều những tình huống và những pha đẹp ngắt ngay từ những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mito Zero và thường xuyên nhé. Và sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay hãy like, share và subscribe channel của chúng mình nhé. Xin chào. Trong thế giới bóng đá, mỗi trận đấu bao giờ cũng để lại cho khán giả hâm mộ những khoảnh khắc chứa đầy cảm xúc. Đó có thể là hành động hài hước của cầu thủ nào đó, cũng có thể là một hành động thật điên rồ, hay đó cũng có thể là một trận va chạm nảy lửa. Các cầu thủ từ đấu bóng chuyển sang đấu võ, từ những cái bắt tay hữu nghị lúc đầu chuyển sang những cái đầu đỏ mặt tía tai, lườm nhau không thương tiếc. Dù đẹp hay xấu thì những tình huống ấy ít nhiều để lại ấn tượng trong ký ức bóng đá của mỗi người. Câu chuyện hôm nay là những khoảnh khắc như thế, mời các bạn cùng đón xem. Hôm cuối tháng 2 vừa qua, Inter Milan đã vượt qua Ludogorets để giành vé vào vòng 1/8 Euro. Ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Romelu Lukaku đã ghi bàn giúp đội chủ nhà lội ngược dòng, vượt lên dẫn trước đội khách 2-1. Đáng chú ý, người kiến tạo cho Lukaku lại chính là bản thân anh. Trước đó, tiền đạo Alexis Sanchez đã có pha chuyền bóng ra phía sau hàng phòng ngự đối thủ, thuận lợi để Lukaku băng súng dứt điểm. Cú đánh đầu của tiền đạo người Bỉ đập vào người thủ môn Ludogorets, sau đó bật lại đập trúng đầu Lukaku bay vào lưới. Mặc dù có phần may mắn lẫn hài hước, nhưng phải công nhận rằng Lukaku đã tìm lại bản năng sát thủ của mình từ khi chuyển đến Inter Milan. Một tình huống khá hy hữu xảy ra ở trận đấu muộn tại vòng 26 ngoại hạng Anh. Tiền đạo Sergio Aguero đã bị một cầu thủ của West Ham, Angelo Ogbonna, bóp chặt cổ quý trong một tình huống nỗ lực đi bóng của chân sút người Argentina. Pha truy cản có phần phi thể thao này khiến tiền đạo của Man City mất bóng ngay sau đó. Những tưởng với pha phạm lỗi như vậy, Angelo Ogbonna ít nhất sẽ phải nhận thẻ vàng và Man City được nhận quả phạt đền. Thế nhưng, cái kết lại khiến nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh cảm thấy không hài lòng vì trọng tài và công nghệ VAR đã không phát hiện ra tiểu xảo của Ogbonna và bỏ qua tình huống trên. Simon Daly khiến đồng đội ngỡ ngàng với tình huống nhoài người cản phá bóng như một thủ môn trong trận gặp MU ở vòng 32 khuôn khổ Euro 2020. Tình huống xảy ra sau khi Daniel James của MU nhận bóng và quyết định tung cú dứt điểm vào góc xa. Mặc dù thủ thành Simon Mignolet vẫn còn ở trong khung gỗ, nhưng trung vệ Simon Daly không hiểu vì sao, có lẽ do ngứa tay, đã quyết định bay người, giang tay cản bóng ngay trong vòng cấm. Cái kết ngọt cho tình huống này là chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho Daly.
Tình huống xảy ra trong trận thua 0-1 của Barca trước Bilbao hôm 7 tháng 2, trung vệ Gerard Piqué chấp nhận bị phạt thẻ vàng sau khi thực hiện một bài kiểm tra về độ bền của áo đấu. Không thể đuổi theo đối phương vì thua thiệt tốc độ, Piqué đành phải bất chấp tất cả để cứu nguy cho Barca. Anh túm lấy áo đối thủ dẫn đến việc bị kéo lê dưới đất. Nỗ lực ngăn cản đối thủ khiến Piqué phải nhận một thẻ vàng, đồng thời tay phải của anh dính chấn thương không nhẹ sau tình huống này. Tình huống đau lòng đã diễn ra ở phút 20 trận cầu giữa Chelsea và Man United hôm 18 tháng 2. Trong một pha tranh chấp sát đường biên, Maguire đã co chân đạp vào cổ quý của Batshuayi. Cú đạp khá mạnh khiến cho tiền đạo của Chelsea tỏ ra đau đớn. Xem lại tình huống có thể thấy rõ ràng, Maguire đã cố tình co chân và đưa về phía Batshuayi, chứ không phải là một pha bóng theo bản năng. Đáng nói là Maguire không hề nhận bất kỳ thẻ phạt nào sau tình huống này. Điều này khiến cho phía Chelsea hết sức bất bình. Trong quá khứ, huyền thoại Diego Maradona từng ghi một bàn thắng vào lưới tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986 bằng bàn tay của Chúa. Bàn tay này cũng đã xuất hiện vài lần trong một số trận đấu lịch sử. Và mới đây, trong khuôn khổ bán kết cúp Liên đoàn Pháp hồi tháng 1 năm 2020, trong tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Kylian Mbappe đã cố rướn người và dùng tay đẩy bóng vào lưới trống. Thế nhưng phiên bản bàn tay của chú này quá lộ liễu và lỗi hơn nhiều, nên tất nhiên không thể qua nổi mắt trọng tài. Tài năng trẻ đang được đánh giá hay nhất làng tốt cầu phải trả giá cho hành động bồng bột của mình bằng một chiếc thẻ vàng. Fernando Marcan đã chọn vị trí và tung cú sút căng như một tiền đạo đối phương để xé lưới đội nhà trong trận thua của Lyon trước PSG ở vòng 24 Ligue 1. Trong tình huống bị tấn công, cầu thủ của Lyon phá bóng ra ngoài nhưng bóng đến chân của Julian Draxler bên phía PSG. Hậu vệ Marcan đã cố gắng ngăn đường chuyền của Draxler nhưng thay vì phá bóng, anh lại xé lưới đội nhà khi tung một cú sút mạnh mẽ khiến người xem ngỡ ngàng. Trong trận đồng đội giữa Man City và MU trong khuôn khổ Carabao Cup hồi 30 tháng 1 vừa qua, Man City nhận được cơ hội ghi bàn khi Harry Maguire có pha xử lý nguy hiểm trước khung thành MU, đưa bóng đến chân David Silva. Mặc dù có cơ hội rất tốt để dứt điểm, nhưng rốt cuộc Silva lại chuyền ngược trở ra cho Gundogan. Theo phản xạ, Gundogan bật lại cho Silva, nhưng các hậu vệ của MU không để điều đó xảy ra. Thời học sinh, nếu nói bản thân chưa bao giờ quay cóp hay liếc bài bên cạnh thì chứng tỏ bạn không phải là một học sinh tốt. Bởi đấy có lẽ sẽ là một điều tiếc nuối trong ký ức của bạn sau này vì chưa một lần được cá biệt. Jose Mourinho có lẽ cũng như thế. Chính vì lẽ đó mà trong đợt kiểm tra giữa Tottenham Hotspur và Southampton đầu năm nay, Mourinho đã hành động để bù lại tiếc nuối năm đó. Khi Tottenham Hotspur đang gặp bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự chặt chẽ của Southampton, Mourinho đã lén xâm nhập khu vực kỹ thuật của Southampton và cúi đầu nhìn trộm vào sơ đồ chiến thuật trên tay trợ lý huấn luyện viên Ram Hasenhut khi ông này đang chăm chú ghi chép. Dĩ nhiên, các giám thị chẳng bao giờ ủng hộ cho việc nhìn bài của bạn như thế, bởi vậy nên một chiếc thẻ vàng chính là cái kết dành cho người đặc biệt.
Vừa rồi là một số tình huống crazy đã diễn ra trên sân cỏ trong mùa giải hiện tại. Tình huống nào khiến bạn ấn tượng nhất? Đừng quên chia sẻ với chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.